안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Mình là Phương, hay vẫn gọi là Hana Phương. Chúng ta đã có những cái từ vựng về cái chủ đề cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau ở cái video trước. Tuy nhiên thì chủ yếu là những cái từ vựng dùng trong quá trình mà cãi nhau, cãi lộn ấy. Còn trong cái phần 2 này, mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn những cái từ vựng dùng trong quá trình mà đánh đấm nhau. Các bạn sẽ có Han Gu Go O Huy, Tha Thum Sau Go Yok Ha Gi, từ vựng tiếng Hàn, cãi chửi đánh nhau. Phần số 2 này thì vẫn là 50 từ vựng tiếp theo. Các bạn nghe và nhớ lại theo mình nhé. 서로 싸우다, 서로 싸우다, 서로 싸우다, 서로 싸우다, 서로 싸우다, đánh nhau. 싸우다 có nghĩa là đánh, còn 서로 có nghĩa là nhau, lẫn nhau, tức là chỉ sự qua lại. 1대1로 싸우다, 1대1로 싸우다, 1대1로 싸우다, 1대1로 싸우다, 1대1로 싸우다, đánh tay đôi. 1대1 có nghĩa là 1 đối 1, 싸우다 có nghĩa là đánh, đánh nhau bằng cái hình thức là 1 đối 1, từ 로 chỉ cách thức, tức là bằng nghĩa là bằng, tức là đánh nhau bằng cái cách là 1 đối 1, 1 chọi 1, hay các bạn dịch là đánh tay đôi. 맨주 먹으러 싸우다, 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 đánh nhau tay không. 맨주 먹 có nghĩa là không có gì cả, tay không đấy, 싸우다 là đánh nhau bằng tay không. 멱살을 잡다, 멱살을 잡다, 멱살을 잡다, 멱살을 잡다, 멱살을 잡다, túm cổ hoặc là bóp cổ. 잡다 có nghĩa là túm hoặc là cầm nắm. 붙잡다, 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 túm hoặc là tóm hoặc là nắm chặt. 발로 차다, 발로 차다, 발로 차다, 발로 차다, 발로 차다, đá chân, đá bằng chân ấy. 찌르다, 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 đá. Đây cũng là một cái từ mang nghĩa là đá và hiểu là đá bằng chân, đây là động từ. 얼굴을 찌르다, 얼굴을 찌르다, 얼굴을 찌르다, 얼굴을 찌르다, 얼굴을 찌르다, đá vào mặt. 얼굴 có nghĩa là mặt. 때리다, 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 đánh, đập hoặc là tát. 뺨을 때리다, 뺨을 때리다, 뺨을 때리다, 뺨을 때리다, tát vào má, đánh vào má đấy. 머리를 때리다, 머리를 때리다, 머리를 때리다, 머리를 때리다, 머리를 때리다, đánh vào đầu, 머리 là đầu. 때려 죽다, 때려 죽다, 때려 죽다, 때려 죽다, 때려 죽다, đánh chết. Các bạn có từ 죽다 có nghĩa là chết, 때려 gốc nguyên thể là 때리다, các bạn có 때려 죽다 có nghĩa là đánh chết. 주먹으로 때리다, 주먹으로 때리다, 주먹으로 때리다, 주먹으로 때리다, 주먹으로 때리다, đánh bằng nắm đấm. 주먹 có nghĩa là cái nắm đấm, 으로 mang nghĩa là bằng, 때리다 là đánh. 막 때리다, 막 때리다, 막 때리다, 막 때리다, 막 때리다, đánh liên tục. 살짝 때리다, 살짝 때리다, 살짝 때리다, 살짝 때리다, 살짝 때리다,
đánh nhẹ. Meriterita, 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 đánh bằng roi. Nam muleterita, nam muleterita, nam muleterita, nam muleterita, nam muleterita, đánh lén. Cúp sôder terida, 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 đánh vào huyệt. Ta quýr terida, ta quýr terida, ta quýr terida, ta quýr terida, ta quýr terida. Bạc tai hoặc là tát tai. Mông chiro terida, 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 đánh bằng gậy. Côn bông ro terida, 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 đánh bằng dùi cui. Hum cho terida, 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 đánh túi bụi, đánh tới tấp. Chu móc chì rơ ha ta, 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 vung nắm đấm hoặc là giơ nắm đấm. Nè bù đi chì ta, 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 bị đánh, bị tông vào. Nè bù đi ta, 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 đánh, đập hoặc là tông vào. Khal ki ta, 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 đánh, đập. Mông tung y rô khal ki ta, 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 đánh bằng gậy. Ta quý rơ khal ki ta, 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 bạt tai hoặc là tát vào tai. Che chi cử rô khal ki ta, 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 đánh bằng roi. Tu đơn ki ta, 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 đánh, gõ, đập. Tu đơn kia bù su ta, 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 đánh tan tành. Tu đơn kia phê chu ki ta, 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 đánh chết. 서로 두들겨 패고 싸우다, 서로 두들겨 패고 싸우다, 서로 두들겨 패고 싸우다, 서로 두들겨 패고 싸우다, 서로 두들겨 패로 패고 싸우다,
có nghĩa là choảng nhau. Trong đó thì các bạn hiểu là choảng nhau, đánh nhau liên tục, đánh qua đánh lại. Thì cái từ soro có nghĩa là lẫn nhau qua lại. Tudulkida chia theo trong cái cấu trúc này sẽ là tudulkio, mà nghĩa là đánh liên tục. Peda động từ mà nghĩa là đánh đập hoặc là chẻ hoặc là bổ. Tức là các bạn hiểu cái động tác mà soro tudulkio pego sauda. 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 Choảng nhau. Cái động từ này, cả một cụm này các bạn hiểu là cái việc mà choảng nhau liên tục ấy, tức là cứ choảng qua choảng lại đánh nhau liên tục. Cứ lao vào nhau, đâm vầm vào nhau. Ví dụ là trong này các bạn có từ soro có nghĩa là lẫn nhau qua lại này. Tudulkida, tudulkida chia trong cấu trúc này sẽ là tudulkyo, có nghĩa là đánh liên tục. Peda bằng nghĩa là đánh đập chẻ bổ các bạn, tức là các bạn hiểu dùng một cái ví dụ là dụng cụ như cái que hoặc là cái dùi cui chẳng hạn, cứ vung liên tục vào đối phương ấy. Sauda bằng nghĩa là đánh. Các bạn có soro, soro tudulkyo pego sauda bằng nghĩa là cứ lao vào đánh nhau liên tục, đánh và lại đánh và lại đánh, tức là các bạn hiểu là choảng nhau. Kutahada, 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 đánh đập hành hung. Moriru kutahada, moriru kutahada, moriru kutahada, moriru kutahada, moriru kutahada, đánh lên đầu hoặc là hành hung lên đầu. Các bạn hiểu trong tiếng Hàn có từ terida cũng mang nghĩa là đánh, mà cái từ terida cảm giác là đánh nhẹ. Còn kutahada thì nó mang tính chất như là hình sự rồi, hành hung rồi, thô bạo hơn. Chiptan kuta, chiptan kuta, chiptan kuta, chiptan kuta, chiptan kuta, đánh tập thể. Chiptan có nghĩa là tập đoàn, tập thể. Kuta trong cái gốc nguyên thể động từ là cái gốc động từ là kutahada, có nghĩa là hành hung, bạo lực. Các bạn có chiptan kuta có nghĩa là bạo lực tập thể, đánh tập thể. Simhan kutaro inhan samang, 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 chết vì bị đánh đập nghiêm trọng. Các bạn có sa mạng có nghĩa là tử mạng, tức là chết đấy. Inhan gốc nguyên thể là inhada có nghĩa là vì, tức là bạn sẽ có inhan sa mạng có nghĩa là tử mạng hoặc là chết vì. Simhan kuta có nghĩa là đánh đập nghiêm trọng. Simhada có nghĩa là nghiêm trọng, trầm trọng. Ro mang nghĩa là các bạn có từ ro inhan mang nghĩa là vì, bởi vì là, đây là một từ dùng để trích dẫn lý do. Simhan kutaro inhan samang có nghĩa là chết vì bị đánh đập nghiêm trọng. Kutaru tanghada, kutaru tanghada, kutaru tanghada, kutaru tanghada, kutaru tanghada, bị đánh, bị hành hung. Tanghada có nghĩa là bị, kuta là cái việc hành hung. Yaman chokuro kutaru tanghada, 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 bị đánh đập dã man. Kutaru tanghada là bị đánh đập. Uro mà nghĩa là một cách, tức là chỉ cái cách thức. Yaman chọc, yaman các bạn hiểu đây là một từ gốc Hán mang nghĩa là dã man ấy. Yaman chọc mang nghĩa là gì nhỉ? Mang tính dã man. Yaman chọc kuro mang nghĩa là một cách dã man. Kutaru tanghada, bị đánh. Cả cụm này dịch là bị đánh, bị đánh đập, bị hành hung một cách dã man. Turo nupta, turo nupta, turo nupta, turo nupta, turo nupta, nằm xuống. Ta chi da, ta chi da, ta chi da, ta chi da, ta chi da,
bị thương. 쓰러지다, 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 gục ngã, đổ ngã hoặc là ngã vật xuống. 던지다, 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 tung hoặc là ném. 물건을 던지다, 물건을 던지다, 물건을 던지다, 물건을 던지다, 물건을 던지다, 물건을 던지다, 찌르다, 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 톡, 담, 칼 찌르다, 칼 찌르다, 칼 찌르다, 칼 찌르다, 칼 찌르다, đâm bằng dao. 옆구리에 찌르다, 옆구리에 찌르다, 옆구리에 찌르다, 옆구리에 찌르다, 옆구리에 찌르다, đâm vào cạnh sườn. 옆구리 có nghĩa là cái cạnh sườn. Mua muế, ê mà nghĩa là vào. Chi rư tả cũng nghĩa là đâm, đâm vào cạnh sườn. Tương bu su tả, 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 bóp nát, bẻ gãy. Tê rio bu su tả, 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 đánh tan tác. 물건을 부수다, 물건을 부수다, 물건을 부수다, 물건을 부수다, 물건을 부수다, làm đổ đồ hoặc là phá đồ. 오늘은 여기까지 공부합시다. 다음 영상에서 또 만나요. Hôm nay chúng ta đến đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Video sau thì chúng ta sẽ có một cái phần từ vựng tiếp theo, cũng là trong cái chủ đề đánh nhau cãi lộn này, và là sẽ là những cái từ vựng mà dùng khi mà các bạn, tức là sau trận chiến là chúng ta hòa giải nhau ấy, xin lỗi hoặc là hòa giải hoặc là ngồi lại nói chuyện, tức là những cái từ vựng mà sau gọi là hậu gây chiến, hậu đánh nhau ấy. Thì các bạn đón xem ở video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. 여러분 수고하셨습니다. 또 만나요.